Đây mày cứ tìm đi đâu đấy? Nãy nó kiểm tra. Cái sữa Lacti này nhiều chắc là dài quá, nó khó mút. Thích nhá. Hôm nó trắng tí. Nhẽ cả tí nhá. Nhưng mà chả thấy bầu sữa đâu. Mấy hôm chắc nó bị teo. Nó bị teo hết rồi. Kích thích nó ra. Không, nó mút này, vài hôm nó kích thích nó ra những người như thế. Hai cái tên đồng. Còn chưa? Đói quá. Sợ muộn đi. Mà nó bảo bóp mạnh quá, cũng bị đấy. Mình bóp sai cách cũng bị viêm. Mạnh quá. Thế nên là bóp nhẹ thôi. Ui, mình ăn no thế. Nó bỏ vào đây, bỏ vào chuồng nó đi. Ăn sữa ngoài đấy chứ, vừa không bỏ ra bú chứ. Mẹ mới cho ăn mà. Thôi. Nó thế anh đi. Trông ghét à. Nhớ quá nhỉ, cả mẹ và con cùng nhớ nhỉ. Mày đâu mà mày cứ đi đâu thế con? Nhìn thích nhỉ? Cái con này buồn cười nhỉ? Sao thế? Ừ. Ui, to ghê cơ. Đẹp trai. Sao sao? Vừa sao? Sao sao? Đi đi. Chào mãi con to kìa con nhỉ. Nhìn buồn cười không? Sai.
Con này nó bé hơn mấy con kia, nó treo mãi hôm qua. Nhìn nó đi kìa, nhìn nó đi kìa. Thối rồi. Nó liếm nè. Ôi dồi ôi, chết rồi. Quá mẩn quá. Liếm cho con nè. Đây. Cháu ơi. Vượt ra vào hả? Đấy. Để lau cho bọn nó đã nhá. Đến xong. Mẹ đẹp nhất đàn đấy. Em này bị còi từ trong bụng mẹ đấy. Chăm bẵm lắm đấy mà chưa lớn được. Nó mở mắt đây nè. Mắt kia. Nào, con này mở mắt hôm qua. Ôi, nó mũi. Nào, một tay ra con. Hở ra một cái là bú mẹ. Đi nét rồi, liếm cho nó đi nét. Nét, liếm sạch chưa nào? Yên. Mở mắt rồi, bắt đầu nhận đặt gạch rồi. Ôi, mắt này. Đi đi. Bẩn quá. Ị vô tổ chức. Liếm nước ở đấy. Hiếp quá, chồng chuồng.